ngày 16 tháng 6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết mặc dù được bệnh viện nỗ lực cứu chữa nhưng thêm một bệnh nhi bị bỏng nặng trong vụ đánh ghen ở Đồng Nai đã tử vong vào sáng ngày 16 tháng 6. Bệnh nhi là em NA 13 tuổi ngụ tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, ngày 3 tháng 6, bệnh nhi được chuyển viện từ Bệnh viện Bà Rịa lên Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng sốc, chi mát, mạch nhanh và nhẹ, huyết áp khó đo, bỏng toàn thân độ 3. Em A được chẩn đoán bỏng xăng, diện tích bỏng 80%. Bệnh nhi được điều trị tích cực, hút bụi than đường hô hấp. Nhưng sau 13 ngày điều trị, em A đã không qua khỏi. Trước đó, em MK 13 tuổi, ngụ ở tỉnh Đồng Nai nhập viện cùng thời điểm với em A cũng đã qua đời sau ít ngày điều trị vì vết thương quá nặng. Em K nhập viện với chẩn đoán sốc bỏng, bỏng xăng với diện tích 90%. Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, nơi điều trị cho hai trẻ bỏng nặng trong vụ đánh ghen, một bệnh nhi 15 tuổi đã được gia đình xin đưa về nhà do em bị bỏng nặng. Sức khỏe em còn lại rất xấu, chưa thể nói trước điều gì. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trong số 3 bệnh nhân được chuyển đến, hiện còn một bệnh nhân nữ 33 tuổi đang được tiếp tục điều trị. Hai bệnh nhân còn lại, 46 tuổi và 15 tuổi, đã tử vong vào sáng 4 tháng 6. Cả hai đều bị bỏng nặng lên đến 90% và bị suy hô hấp. Như vậy đến nay, trong tổng số 7 bệnh nhân bị bỏng do đánh ghen ở Đồng Nai đã có 4 người chết, một trẻ không còn cứu chữa được nên xin về, hai người còn lại tiếp tục điều trị.